Ủa Mary, phải quán này không? Dạ, như đúng rồi đó, phải anh gửi cho em cái điện. Kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì mới từ Sa Đéc, thì mới trưa Sa Đéc là giờ 3 giờ chiều là đã có mặt tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Lý do là cũng có chia sẻ với quý vị khán giả là Mary cũng nhận được một cái trường hợp một bé mới có 13 tuổi mà giọng hát rất là hay. Bé là ở tại là bé thì lại ở Hồng Ngự và bé muốn đăng ký để hát để giúp cho cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm. Mình cũng rất là bất ngờ, như xa xa ở Hồng Ngự thì cách Sa Đéc khoảng 80 cây số, chạy phải hơn 2 tiếng mấy, nhưng mà tại vì có một cái trường hợp mà một bé nhỏ vậy mình rất là xúc động. Mình với lại Miri cũng với ekip lập tức là di chuyển từ đó xuống đây luôn để đến cái casting xem thử bé hát có khá không, có đủ để lên Tình Làng Nghĩa Xóm hay không. Dạ, nhưng mà thấy hát hay lắm, không biết ngoài đời làm sao. Bé hẹn mình ở quán cà phê này hả? Quán An Coffee. Ủa quán đẹp vậy. À, này chủ quán hả? Em tên gì vậy? Dạ em tên Hiếu. Hiếu hả? Ồ vậy là ảnh giới thiệu. Dạ đúng rồi, ảnh gửi cho em cái trường hợp đó. À ảnh gửi cho em cái trường hợp đó, Tình Làng Nghĩa Xóm. Dạ. Rồi cảm ơn Hiếu nha. Ủa quán này của Hiếu luôn hả? Dạ quán của em nè. Quán đẹp quá ta. Ủa rồi cháu em đâu? Cháu em dạ, cháu đâu? Em đang ngồi trong dưới cha mẹ đang chờ. À rồi, ok. Ngồi đâu rồi? Bộ bé nó bao nhiêu tuổi mà hát hay quá trời. Bé 13 tuổi. Ồ. Có ba mẹ luôn hả? Dạ, có ba mẹ ở đây luôn. Ồ hay quá. Yo. Em có ngoài trước. Ơi dạ. Rồi. Chào. Đây con hả? Đây bé phải không? Dạ, đây là bé Mỹ Huyền. Mỹ Huyền hả con? Anh trai của bé. Ồ, Mỹ Huyền hôm nay con nhiêu tuổi? Dạ, con 13 tuổi. Hôm nay con 13 tuổi. Ôi. Thì con chú thấy mình có gửi cho chú cái clip á. Chú Hiếu nè, chú Hiếu gửi cho chú cái clip nói mà clip đó là con hát, con tự hát hay là con tự học hay là có ai, con có đi học ở đâu không? Cho con. À, ba con dạy cho con. Dạ. Đây là ba con hả? Dạ. À, ba mẹ. Ủa giờ là ba con biết hát luôn. Dạ. Hôm nay con học lớp mấy? Dạ, hôm nay học lớp 8. À, con hát chơi, con có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ, con có ca chơi và con có tham gia trong chương trình tại tỉnh Bình Dương. Con tham gia năm nào? Dạ, mới nay. Đang tham gia. Dạ. Rồi con vô được với vòng mấy rồi hay là loại rồi? Dạ con vô được vòng 4 rồi. À vô được vòng 4 rồi. Dạ. Ồ, giỏi vậy. Còn đây là anh trai của con. Dạ. Thì Mỹ Huyền có tên gì? Dạ con tên Minh Huân. Minh Huân. Dạ. À vậy là con đờn nhau hát luôn. Dạ dạ. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 16. Ôi. 13, 13 thì cũng đã thấy 16. Ô, con uống sữa gì con vậy nha, cho con uống sữa gì cho chú vậy, chú uống sữa chú về chú cho tay gờ uống. Rồi 16 tuổi. Dạ. con cái này con tự học hay là có con hay là ai dạy con, có học thầy nào? Dạ là hồi đó là con chủ yếu là con tự học và sau này nhờ mấy chú mấy bác rồi lại chơi chỉ cho con. À ba con có chỉ không, ba con biết đàn không? Ba con tuy không biết nhưng mà ba con vẫn chỉ cho con, tại vì ba con cũng đam mê. Rồi. Tụi con thử vuốt như thế nào. Dễ thương quá, tại vì là gia đình tài tử luôn rồi đó. Con học đàn này là nghĩ ta phím lõm thì bao nhiêu lâu rồi? Dạ con học khoảng hơn một năm. Hơn một năm. Dạ. Đánh vững chưa? Cũng tạm. Tạm được. Đánh đủ cho em con đờ con hát hả? Dạ. Nhưng mà lúc con đi thi thì chắc con đâu có ảnh đâu, anh con đâu có đàn cho con đúng không? Dạ. Có đàn tập. Đàn tập thôi. Dạ. Còn bên kia thì có người ấy. Nhân sĩ. Dạ, nhân sĩ. Rồi. Dạ, vậy là con sao con biết cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm của bác mà con đăng ký tham gia? Ba con suối hả? Con suối. Ba con suối.
Ủa nhưng mà sao ba biết, sao anh biết cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm, biết cái biết chú Một ở Sa Đéc? Hồi xưa trước đây tôi cũng có từng học chính trị tại trường đại học Sa Đéc, mình cũng rang bánh canh của nhà chú Một. Từ đó thấy cái chương trình, khi mà có những cái thông tin về chú thì gia đình cũng thấy là hiện nay chú cũng rất là khó khăn, thì gia đình cũng quyết tâm đóng góp một phần nhỏ để cho thực hiện cái chương trình của anh nó thành công và mang lại cái ý nghĩa nhân văn trong cái công tác tương thân tương ái cho những nhà chú Một. Ôi vậy hay quá. Rồi anh cũng hát được luôn? Dạ dạ tôi hát được. Ồ, anh hát được luôn. Chị hát được không? Được mà không hay. Vui quá. Trời ơi, đây là cái trường hợp rất là đặc biệt luôn nha quý vị khán giả. Trong các cái tình làng nghĩa xóm đó, trước đây là chưa có một cái trường hợp nào mà những người đăng ký tham gia là gần như cả gia đình luôn. Đương nhiên là đăng ký cho bé Mỹ Huyền phải không anh? Đăng ký cho bé Mỹ Huyền tài năng, nhưng mà có khi là nếu phù hợp thì chắc cả nhà mình lên sân khấu luôn cho vui. Dạ. Tình làng nghĩa xóm thì thật sự thì nó vậy đó, nó đầm ấm, ấm cúng chứ không phải là cái chỗ mình thi tài năng. Nhưng mà bây giờ tình nếu mà xa quá thì ngày mai nếu mà chương trình mai diễn ra thì chiều mai làm sao mà mình đi xuống được ta? Phải thuê xe đi được. Đó. Sắp xếp xe. Thuê xe luôn. Dạ. Chương trình này hơi bị hao. Đây người thấm Sa Đéc khoảng gần 100 cây. À, gần 100 cây là 2 tiếng mấy á. Trời ơi xúc động quá. Bây giờ chắc là quý vị khán giả đang mong chờ xem là cái giọng hát của bé Mỹ Huyền như thế nào, đúng không? Tại bé cũng rất là ít xuất hiện trên các cái phương tiện truyền thông mạng xã hội nè. Bác mới bắt đầu tham gia cái cuộc thi tài tử miệt vườn, cái này mình cũng mới biết luôn. Mình cũng rất là ngẫu nhiên, anh chủ quán anh gửi một cái video clip về cho ban tổ chức, thì ban tổ chức thấy là cái giọng hát của bé nó rất đặc biệt, và hát trong cái buổi tiệc, như cái buổi tiệc ở nhà nữa, ghi lại thôi rất là dễ. Giờ con tính hát bài gì nếu như ngày mai con lên hát á? Thì con hát bài gì, con chọn cái bài gì bài mà con cảm thấy tự tin nhất? Ca bài Trên Dòng Sông Hậu. Trên Dòng Sông Hậu hả? Dạ. Giọng nói không hay rồi đó. Hát cái đó hay là Tiếng Quốc Đêm Trăng cho con á. Hai bài luôn đi con. Hai bài luôn. Là giờ gắn nha, để coi sao Hà gắn micro sao cho con nè. Gắn theo kiểu này đó, micro. Chiếc áo ba trên dòng sông thầm thầm nói con xuồng mẹ nhỏ tới mong manh, nó má đôi nghiêng tóc dài con nước đổ. Cầu chén ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài nữa đi con. Giọng thì cao vút luôn mà nhưng mà nó thấy con hát không thấy mệt vậy đó. Con tập hát từ năm mấy tuổi? Dạ con tập hát từ giọng cổ là từ 10 tuổi. 10 tuổi? Mới có 3 năm thôi hả? Dạ. Ồ. Mà lý do sao tự nhiên con tập hát? Dạ tại đam mê ca giọng cổ. Tức là con ở nhà xong con thấy ba con hát với các cô chú bác. Dạ. Rồi xong con thích cái con tự hành tự học luôn. Dạ. Con tự học bằng cách nào? Cứ mở lên nghe. Dạ mở lên nghe. Con thích cái con thích nghệ sĩ nào nhất? Dạ, thần tượng của con. Thần tượng của con là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Ngọc Huyền mà có xem cái clip này, Ngọc Huyền có dịp về, Ngọc Huyền xuống giao lưu với bé Mỹ Huyền nha. Cũng tên Huyền luôn nha. Cô Ngọc Huyền cũng thân với chú hồi xưa có tham gia làm giám khảo chương trình Đường Đến Danh Ca Giọng Cổ đó. Dạ. Thì cô Ngọc Huyền cũng hay về Việt Nam, có khi nào về dám về giao lưu với con. Rồi. Hát bài thứ hai cho con làm bài nữa đi ha. Để chắc chắn là khán giả muốn nghe con hát nhiều lắm á. Thank you.
cái phát âm tròn vành rõ chữ, chú thấy con có ai dạy con cái đó không? Dạ có, ba con chỉ cho con. Ba con chỉ hả? Dạ, chỉ cái phát âm. Con hát rất là tròn vành rõ chữ mà cái con giữ cái cột hơi con tốt ghê luôn á. Chú mới đầu chú sợ con hát con lên không nổi á. Bữa nay hơi bị đuối hơi rồi. Không đuối đâu trời, nhiêu đâu, chắc mới đi học về nữa. Không sao đâu con, hát cỡ này là quá rồi. Thôi chắc trước khi chào tạm biệt quý khán giả thì chắc mời ba cháu làm bài với con. Hay hai cha con xong ca. Rồi vậy thôi, chắc để dịp khác ha, chắc còn nhiều dịp nữa, bữa nào chú có đi về đây chú ghé chú giao lưu xong chú quay thêm nha. Vậy có gì mai Miri sắp xếp coi thì sao, để nếu được thì cho bé Mỹ Huyền gia đình xuống dưới chắc biểu diễn xong rồi chạy về, không có về kịp hay là nó ở lại sao sắp xếp về luôn ha. Dạ thì 6 giờ chắc phải 8 giờ mới xong á. Dạ, giống như mình dạy về. Mình thuê xe mà về nhà cũng được. Còn thuê xe thôi, mình lo tiền xe cho gia đình nha. Nói gia đình thuê xe giùm là mình trả tiền xe cho chúng xuống. Xuống là quý quá, tham gia còn tốn tiền nữa chết. Rồi thôi chú chúc con đạt thứ hạng cao nha, thành công tại trong cái chương trình Tài Tử Miệt Vườn ha. Và giờ kêu quý khán giả nếu có xem được cái video này thì ủng hộ cho bạn Mỹ Huyền. Bạn Nguyễn Huyền đang tham gia cái chương trình Tài Tử Việt Trường của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Tháp. Dạ, và đang đi vào rất sâu. Dạ. Và chú Khương Dừa cũng đang làm chương trình gì đó, Ngôi Sao Việt Trường. Nhưng cũng đang đi casting. Dạ thôi con qua bên đây con vô sâu rồi. Ngày mai có chú Khương Dừa nữa chắc giao lưu rồi cũng vui lắm. Dạ thôi cảm ơn cả nhà mình nha. Dạ, rồi cảm ơn thay mặt ekip chương trình cũng cảm ơn anh Hiếu, chủ quán của An Coffee. Đã giới thiệu một cái giọng ca mà phải nói là rất là xuất sắc. Bé Mỹ Huyền năm nay mới 13 tuổi. Bên cạnh cái tài năng của bé thì bé còn có một cái tấm lòng vàng và rất là quan tâm đến những ông bà lớn tuổi, những người khó khăn giống như hoàn cảnh của chú Một. Vợ chồng chú Một bánh canh không ngủ huyền thoại tại Sa Đéc. Dạ, hẹn gặp lại quý vị khán giả. Cảm ơn gia đình mình vừa nữa. Ngày mai là cháu lấy nhạc cụ đi ta. Dạ, ngày mai có người đàn anh. Dạ, ngày mai có anh Thanh Điền, không biết là con biết chú Thanh, bác Thanh Điền bị mù không? Bác Thanh Điền bị khiếm thị á, bác Thanh Điền khiếm thị là đàn á, mai bác xuống rồi. Thôi bác nó đàn thì thôi thần sầu luôn rồi, phải lo. Anh con lên chơi thôi. Cho chắc ăn ha. Dạ, để chương trình lên sóng, ngày mai chương trình phát sóng trực tiếp luôn. Dạ, vừa quay vừa quay tại trường. Thì thôi mai con thích bài gì con lên con tập thôi nha. Con lên con vợt với bác Thanh Điền cái là xong rồi. Con thích giờ con về con nghĩ con thích cái bài gì rồi, nhưng mà chứ bác thấy hai cái bài đó cũng hay rồi, cái bài đầu hay nè, cái bài sau cũng hay. Con kiếm cái bài sau nào mà nó về quê hương đất nước thì có khi hay ha. Thôi con cứ về con suy nghĩ đi nha. Bạn nghe ba thôi. Vì kêu tướng quân là cũng hay đúng rồi. Thì tùy con thôi, con thích nhiều hay đó. Nha. Chương trình là nó cũng dạ. Thích hợp. Dạ. Nếu mà bé 13 mà bé hát mấy cái bài tình ca rồi quá thì nó cũng không hợp, chưa hợp lý lắm. Thành ra con hát mấy bài về quê hương đất nước rồi. Cái bài đã rồi con thi Tài Tử Miệt Vườn, con hát cái bài Bún Riêu Cua Đồng. Bún Riêu Cua Đồng hay á. Bún Riêu Cua Đồng. Con thuộc hết không? Tại vì là có con hát chung với một bé. Bún Riêu Cua Đồng mà cái đó là có tân cổ luôn ha. Khác mà. Hả? Là khác mà. Biết rồi nhưng mà cái tao con hát lại cho bác. Không nhớ hả? Không nhớ lời hả? Thôi tối nay giờ ôn đi ha. Rồi, dạ Gia Quyền ha. Rồi quý khán giả thân mến, rất mong quý khán giả ở xa thì mình có thể ủng hộ chương trình thông bằng cách liên hệ với bạn Miri 0933 755543
để ủng hộ cho hoàn cảnh của cô chú một bánh canh không ngủ tại Sa Đéc. Còn quý bà con bác mình ở Sa Đéc, ở Đồng Tháp thì cũng có thể tranh thủ chạy sang xem chương trình trực tiếp và hoàn toàn miễn phí ở tại trường tiểu học Hòa Khánh, quốc lộ 80, phường 2, thành phố Sa Đéc. Chương trình từ làng Nghĩa Xóm đến Sa Đéc xin được khép lại tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình trực tiếp, được ghi hình và phát sóng trực tiếp trên hai kênh YouTube và Facebook của Colorman vào chiều ngày mai, là chiều thứ bảy 15 tháng 10 vào lúc 18 giờ tại trường tiểu học Hòa Khánh. Xin chào tạm biệt. Em xin cái số điện thoại của một cái bạn trong ngày để mai liên hệ. Dạ, để bé.